Hello, xin chào tất cả các anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày cuối tuần. Thì như thường lệ thì anh em có một buổi giao lưu vào cuối mỗi tuần sau giờ giao dịch anh chị. Thì hôm nay nhân dịp anh em ITP gặp một khách mời đặc biệt. Thì xin giới thiệu với tất cả anh chị, đây là bạn Doãn Đức, cũng là một hot boy chứng khoán, cũng khá là nổi tiếng trên thị trường chứng khoán. Thì hôm nay được Doãn Đức mời đến quán bia của Doãn Đức tên là Uptrend anh chị. Đó. Thì Tùng cũng xin phỏng vấn bạn Đức một vài lời. Thì xin chào Đức. Chào anh Tùng. Thì Đức cho anh hỏi là không biết lý do tại sao em lại mở quán bia và đặt tên là Uptrend. Ngày xưa thì khi mà thị trường đi lên vào năm 2021 ấy, thì mình cũng muốn có một cái nơi giao lưu của những cái anh em đam mê về chứng khoán. Thì mình có tổ chức một cái tụ điểm để anh em cùng tham gia. Ngày xưa thì mình khi mà mình mở quán Uptrend này thì nó có bán cà phê, có một cái nơi để giao lưu của những cái người đam mê về chứng khoán. Và cái ý tưởng, từ lúc cái ý tưởng nó được sinh ra và đến cái lúc hình thành quán thì nó cũng chỉ kéo dài khoảng tầm 2 tháng. Và mục đích chính của cái nơi này là để gặp gỡ, giao lưu với những cái anh em trong giới đầu tư, cũng như những anh em có một cái sự đam mê nhất định về cái thị trường tài chính. Rồi vậy thì Đức cho anh hỏi là không biết nếu mà những khách hàng nào không quan tâm đến chứng khoán thì có thể đến quán chơi được hay không, hay là chỉ là những nhà đầu tư liên quan đến thị trường chứng khoán? Ở quán của mình thì hiện tại là bán cả cái dòng bia về bia ngoại nhập, cả cái dòng bia Bỉ, bia Đức và bia Tiệp. Đặc biệt thì bên mình bán rất là đa dạng cả cái dòng bia Bỉ. Thì cái dòng bia Bỉ này nó là một cái dòng bia mà nó được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của thế giới. Và mình cũng muốn là có một cái phong cách mới trong cái việc uống bia. Người ta đến để người ta thưởng thức, người ta cảm nhận được cái vị ngon của từng ly bia. Và đó cũng là cái mục đích mà khi mà mình mở quán này. Mình muốn người ta không đến những quán nhậu để dô để có một cái cảm giác là nhìn nhau để say. Và mình muốn là họ đến để thưởng thức, họ cảm giác một cái ly bia ngon là như thế nào. Nếu vậy thì Đức có thể chia sẻ cho anh là nếu mà đối với những khách hàng đam mê chứng khoán á, mà nếu mà đam mê luôn cái thưởng thức các loại hương vị bia trên thế giới thì sẽ đến quán của Đức và có thể là sẽ được hưởng những cái ưu đãi gì cho riêng nhà đầu tư chứng khoán hay không? Có thể là ví dụ như ưu đãi chiết khấu hoặc là
Anh ví dụ như là ba mã chữ cái chẳng hạn. Thực ra thì trong giới tài chính thì mọi người cũng biết về mình tương đối nhiều. Mình thì mình khi mà mình tham gia vào thị trường này, mình cũng mong muốn rằng là cái thị trường nó có một cái sự phát triển, cả cái nhà đầu tư cũng có một cái sự chuyên nghiệp nào đó trong cái quá trình đầu tư của mình. Và thực ra trong suốt 11 năm tham gia thị trường chứng khoán của mình đã thấy rất nhiều người đã mất rất nhiều tiền trong cái thị trường tài chính. Thì cái điều đầu tiên trong cái lĩnh vực về tài chính thì mong muốn là nhiều người họ sẽ hình thành một cái phương pháp đầu tư, cũng như là về bản thân mình thì mình cũng mong muốn là mang lại một cái giá trị nào đó, thay đổi về tư duy cũng như là cái phương pháp đầu tư của mọi người. Còn đối với về quán của mình thì anh em đến mà uống bia ở đây thì mình luôn đưa ra những cái chính sách ưu đãi và luôn giảm giá cho tất cả những anh em chứng khoán đến với quán của mình. Nếu vậy là chỉ cần đọc password là anh Tùng ITV thôi anh chị là có thể là sẽ được ưu đãi nhá. Thì Đức cho anh hỏi thêm một câu là không biết quán tên là Uptrend thì thường là khi mà thị trường đang uptrend ai cũng vui thì mọi người sẽ sẵn sàng đến quán. Thì nếu mà trong trường hợp thị trường mà lỡ downtrend đi thì nếu vậy thì quán chúng ta có sẵn sàng mở cửa đón tiếp tất cả nhà đầu tư đang buồn bã hay không, và có những cái chính sách gì để giúp cho nhà đầu tư có thể bớt buồn đi hay không? Thực ra thì cái quán của mình tên là Uptrend. Uptrend thì nó là tên thuần Việt của từ uptrend. Thì thực ra thì anh em trong giới đầu tư chứng khoán thì hy vọng là luôn có một cái hy vọng rằng thị trường lên, luôn luôn là một cái thị trường uptrend. Nhưng mà trong cái quá trình đầu tư của mình thì không phải lúc nào nó cũng suôn sẻ, không phải lúc nào thị trường nó cũng đi lên. Thì nhưng mà cái bản thân, cái con người của mình luôn luôn có một cái tư duy, một cái lối tư duy tích cực. Và mình nghĩ rằng là để mà tham gia thị trường chứng khoán thì luôn luôn phải tích cực, luôn luôn phải vượt qua những cái khó khăn ở thời điểm hiện tại. Thì thực ra là cái downtrend nó cũng là một cái khó khăn, nhưng mà nếu như các bạn biết cách vượt qua nó thì cuộc sống của mình nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Và quán thì luôn luôn mở để đón theo anh em. Rồi, cảm ơn Đức về những cái chia sẻ trong ngày hôm nay. Thì một lần nữa giới thiệu với anh chị, quán tên là Uptrend. Và đây là một quán rất là đẹp và chill, và đặc biệt là bia rất ngon, kèm theo mồi cũng rất tuyệt vời. Thì qua đây thì không biết là để kết thúc cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì không biết là Đức có những cái lời gì gửi gắm đến những nhà đầu tư chứng khoán có thể đang là fan của Doãn Đức hoặc là fan của câu lạc bộ ITP. Mình thì cùng biết ITP tương đối lâu rồi. Từ những cái thời điểm mà mình tham gia thị trường chứng khoán thì mình đã biết về ITP cũng rất là lâu. Mình có vẻ là cũng là sinh sau so với giới tài chính. Nhưng mà tất cả mọi thứ khi mà kể cả mình và ITP ở thời điểm hiện tại làm thì cũng mong muốn là rằng có một cái thị trường tài chính nó sẽ trở nên tốt hơn, và những cái người nhà đầu tư ở thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn so với thời điểm hiện tại. Thì đó là một cái mong muốn của những cái người làm trong lĩnh vực này. Và những cái giá trị, những cái mong muốn bọn mình truyền tải thì đều được update ở trên mạng xã hội. Và cái điều đầu tiên thì mình cũng cảm ơn tất cả anh chị em đã luôn ủng hộ ITP cũng như là mình trong những thời gian vừa qua. Và mình cũng mong muốn là mang những cái giá trị, những cái sự hiểu biết của mình trong suốt 11 năm đầu tư của mình để một phần nào giúp đỡ cho cả các anh chị vừa mới tham gia thị trường cũng như là chưa có nhiều kinh nghiệm trên thị trường có thể là vượt qua những cái giai đoạn đầu của quá trình tham gia lĩnh vực về tài chính. Rồi, cảm ơn Đức. Thì giới thiệu với anh chị quán cà phê quán Uptrend Bistro anh chị nhé. Địa chỉ là ở hẻm số 6 đường Ngô Thời Nhiệm, thành phố Hồ Chí Minh. Là một quán mà anh chị nên ghé đến. Thì nếu mà anh chị còn bỡ ngỡ chưa biết nên đi với ai thì có thể liên hệ với các anh em ITP hoặc là Tùng, hoặc là anh chị có thể đến trực tiếp quán và đọc password là
anh Tùng ITP. Thì chủ quán là bạn Doãn Đức đây sẽ sẵn sàng đón tiếp tất cả các anh chị. Thì một lần nữa welcome tất cả anh chị đến với câu lạc bộ ITP cũng như là đến với bạn Doãn Đức. Và chúng ta là một trong những nhà đầu tư trên thị trường tài chính sẽ gặp nhau rất là nhiều lần anh chị, cho nên theo quan điểm tất cả anh em ở đây là cho đi là để nhận lại, cho nên mọi người cứ thoải mái đến với ITP cũng như là đến với Doãn Đức. Hãy liên hệ với ITP ngay lập tức, hãy liên hệ với Doãn Đức ngay lập tức, và chúc tất cả anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ. Mọi người hãy nhớ liên hệ với bọn mình càng sớm càng tốt nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, và qua đây cũng cảm ơn Đức. Ok, cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Tùng. Chúc cho quán của Đức càng ngày càng phát triển, chúc cho sự nghiệp của Đức càng ngày càng thăng hoa. Cảm ơn anh.